Xin kính chào quý vị anh chị nhà đầu tư của YouTube hội viên AZFIN Việt Nam. Thì như thường lệ thì tối thứ ba hàng tuần thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái clip về cổ phiếu hoặc là về vi mô, vĩ mô cũng như đánh giá ngành vân vân và các cái đánh giá khác có tính yếu tố bất thường tác động đến việc đầu tư của nhà đầu tư. Thì với cái YouTube hội viên này thì chúng tôi sẽ cung cấp cái nội dung đến với các anh chị trong hội viên trước 1 đến 2 tuần, sau đó chúng tôi sẽ public ra bên ngoài đối với các nhà đầu tư ở đại chúng. Thì chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm về MCM, tức là cổ phiếu điển hình của tiêu chí 3P, một trong những cái phương pháp đầu tư mà AZFIN đã đưa ra, sáng tạo ra để áp dụng vào các cái chiến lược đầu tư mang lại hiệu quả rất cao trong những cái thời gian vừa qua. Thì đầu tiên chúng ta sơ qua về MCM, thì đây là công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, hay người ta gọi là Mộc Châu Milk cho nó gọi là cái tên gọi là viết tắt của nó, đúng không ạ? Thì thân thiện và dễ gần và nghe dễ hiểu hơn. Giá biến động trong 52 tuần là từ 33.400 đồng đến 45.000 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty này 110 triệu cổ phiếu. Giá thị trường hiện nay là 39.200 đồng một cổ phiếu. Vốn hóa thị trường là 4.312 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hết 2023 dự báo là 2.600 tỷ đồng. EPS năm 2023 là 3.600 đồng. Và ROE, tức là hiệu quả sinh lời trên cái vốn chủ sở hữu, bình quân 5 năm là trên 20%. Cái định giá PE là bằng 10,9 lần cho năm 2023. PB là 1,7 lần và cổ tức tiền mặt trên cái giá. Tức là chúng tôi lấy cổ tức tiền mặt, chúng tôi chia cho thị giá, giá thị trường ấy, thì là 6,4%. Ngoài ra chúng tôi cung cấp thêm một cái thông tin đáng chú ý. Mộc Châu Milk lại là một công ty con gián tiếp của Vinamilk. Sau khi Vinamilk mua cái tổng công ty chăn nuôi Việt Nam, thì tổng công ty chăn nuôi Việt Nam là mẹ của Mộc Châu Milk. Thế do đó là Vinamilk là mẹ gián tiếp của Mộc Châu Milk. Và từ ngày có Vinamilk vào điều hành vận hành thì Mộc Châu Milk từ một cái doanh nghiệp gọi là đi ngang đã bứt phá, tăng trưởng một cách rất là thần kỳ và mạnh mẽ, và trong tương lai sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh và tốt. Và cái việc tăng trưởng như nào thì chúng ta cũng sẽ cùng vào cái luận điểm đối với cổ phiếu Mộc Châu Milk này AZFIN đưa ra để các anh chị tham khảo, có thể xem xét việc cân nhắc đầu tư đối với nó. Thì luận điểm đầu tiên đó là cái P đầu tiên trong cái triple pay, tức là 3P ấy. Cái đầu tiên đó là tăng trưởng kết quả kinh doanh, AZFIN đánh giá là tốt. Thì đây là một cái doanh nghiệp AZFIN đánh giá là hiếm hoi trong cái ngành sữa còn tăng trưởng trên 10% trên một năm, nhờ thứ nhất là nhu cầu sữa của vùng Tây Bắc Bộ vẫn còn tăng trưởng. Tây Bắc Bộ tức là cái vùng mà Sơn La rồi các cái tỉnh xung quanh đó, thì rõ ràng là cái vùng ấy là kinh tế kém phát triển hơn cả. Về cơ bản là sữa người ta còn chưa phổ cập hoàn toàn cơ. Thế do đó là cái nhu cầu tiêu thụ trên đầu người nó vẫn còn tăng. Còn ví dụ như ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh chẳng hạn thì tiêu thụ sữa trên đầu người nó khó tăng được nữa, bởi vì kinh tế đã phát triển rồi, sữa nó trở thành rất thiết yếu rồi. Tuy nhiên cái vùng Tây Bắc Bộ kia đôi lúc sữa, thậm chí rất nhiều vùng nó còn là một cái hàng xa xỉ. Thế do đó là khi thu nhập của họ tăng dần thì nhu cầu vẫn còn có thể tăng, khác biệt hoàn toàn so với các cái vùng mà kinh tế đã phát triển. Đấy là một cái lưu ý rất đáng quan tâm. Thứ hai đó là lợi thế của sữa Mộc Châu này thì phải nói rất lợi thế. Vùng nuôi của nó là ở Mộc Châu Sơn La, khí hậu rất là ôn hòa, mát mẻ, rất là phù hợp cho việc chăn nuôi, đặc biệt là nuôi bò sữa. Ngoài ra thì với cái vùng này thì mưa nó rất là trù phú. Thế do đó là về cái thức ăn chăn nuôi cho bò thì nó rất dồi dào. Bởi vậy cho nên cái chi phí sản xuất kinh doanh đây nó rẻ, và cái việc tiềm năng có thể mở rộng sản xuất kinh doanh của Mộc Châu Milk nó vẫn còn. Và yếu tố thứ ba là Mộc Châu Milk tận dụng được cái kênh phân phối này, quản trị của Vinamilk, từ đó giảm cái chi phí vận hành, làm tăng cái biên lợi nhuận của công ty rất lớn. Điều đó thể hiện qua cái kết quả kinh doanh ở bên này, anh chị có thể thấy từ năm 2019 đến nay anh chị thấy Vinamilk thậm chí còn giảm kết quả kinh doanh cơ. Nhưng ngược lại Mộc Châu Milk lại có cái lợi nhuận tăng trưởng, anh chị nhìn thấy xem, từ 167 tỷ mà lên 347 tỷ năm 2022, tức là tăng gấp hơn 2 lần trong vòng của 3 năm. Dự báo 2023 thậm chí lên 390 tỷ. Còn doanh thu thì nó cũng có sự tăng trưởng, 2.562 tỷ 2019 đến 2023 có thể 3.600 tỷ và nó vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Đó, thì đây là một cái doanh nghiệp sữa hiếm hoi còn tăng trưởng dựa trên các cơ sở trên. Và nhờ từ ngày có Vinamilk vào mà nó cũng tối ưu hơn rất nhiều đây, đúng không? Anh chị thấy doanh thu tăng từ 2.562 lên 3.001, tức là tăng trưởng đâu đó có 20%, hơn 20% một chút, đúng không? Nhưng lợi nhuận thì tăng hơn 2 lần.
Đúng không? Điều đó cho thấy cái hiệu quả rất tốt từ cái việc là từ Vinamilk trở thành công ty mẹ của cái công ty này. Luận điểm thứ hai đó là cái cổ tức tiền mặt của Mokchomilk rất cao. Tuy vẫn còn tăng trưởng nhưng Mokchomilk trả cổ tức lại rất lớn, 2.500 đồng trên một cổ phiếu trên năm. Chúng ta có thể thấy 2021 đây, 2.500, 2022, 2.500, 2023 có thể là 2.000 hoặc 2.500. Trong cái thời gian tiếp theo thì cái so với cái giá 39.200 thì nó là 6,4%, và cao hơn lãi suất gửi ngân hàng một năm đối với các cái ngân hàng Big Four chỉ 6,3% thôi, đúng không? Và trong dài hạn thì cái cổ tức này vẫn tiếp tục cao được là do nhờ vào cái việc Mokchomilk vẫn tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, mà chúng ta thấy rằng 3 năm qua Mokchomilk vẫn chưa tăng cổ tức cơ, thế thành ra tương lai vẫn còn tăng trưởng rất tốt. Thì đây là cái yếu tố P thứ hai, tức là cổ tức. Yếu tố thứ ba đó là định giá của Mokchomilk rẻ. Chúng ta có thể thấy là định giá lúc mới lên sàn ý, định giá nó lên đến PE 30 lần cơ, và hiện nay định giá Mokchomilk chỉ là 10.9 đến 11.7, tức là nó vẫn ở cái vùng đáy của định giá. Thì do đó là khi thị trường chứng khoán trở lại tốt thì Mokchomilk hoàn toàn có thể trở lại được định giá lại, thì tăng định giá hợp lý lên khoảng 15-16 lần, thậm chí cao hơn. Thì đây là những cái luận điểm đối với Mokchomilk. Tiếp theo, vậy mục tiêu cho Mokchomilk là gì? Thứ nhất đó là chúng ta có thể tham khảo giải ngân vùng 39.2, đây là tùy anh chị nhé. Thứ hai là Mokchomilk thì xứng đáng với PE trên 15 lần, xứng đáng trên 54.000 đồng một cổ phiếu. Tiếp theo là Mokchomilk phù hợp với những nhà đầu tư nào? Đó là chấp nhận rủi ro thấp, bởi cổ phiếu này rủi ro rất thấp trong khi tiềm năng tăng giá lại tương đối tốt. Thứ hai là mong muốn là có cái dòng cổ tức đều đặn, bởi vì mảng FMCG, tức là tiêu dùng nhanh này, nó rất bền vững. Hàng tiêu dùng rất bền vững, thế thành ra cổ tức nó cũng rất bền vững. Thậm chí Vinamilk còn tăng trưởng, thế thành ra cổ tức thậm chí còn tăng cơ, đúng không? Yếu tố thứ ba là nó có tiềm năng tăng giá mạnh khi mà thị trường chứng khoán thuận lợi, thì trả lại mức giá bình thường thì nó cũng phải lên 5x, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng tôi đưa ra để tham khảo, còn anh chị quyết định như nào là do mỗi nhà đầu tư, đúng không ạ? Và trên đây là những nội dung chúng tôi chia sẻ về cổ phiếu Mokchomilk. Anh chị có trao đổi gì thì hãy comment bên phía dưới ạ.